Minh được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác anh chị đón xuân Giáp Thìn, một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ bí mật sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được thần tài đích danh gọi tên Ban Lộc, bất ngờ trúng độc đắc, phát tài cực mạnh, đổi đời làm đại gia chỉ sau một đêm, nếu biết được bí mật này. Quý khán giả thân mến, Tết đến xuân về, người người nhà nhà đều hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, tốt đẹp, nếu như không thể một bước thăng hoa mỹ mãn, thì ít nhất cũng giải quyết được những sự khó khăn trước mắt. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn, những thành công có được đều phải đánh đổi bằng sự hy sinh, nỗ lực và cố gắng không ngừng. Theo tiết lộ mới nhất của các bậc thầy tử vi và chiêm tinh học, thì tuổi Ất Tỵ 1965 có cuộc đời cơ cực, vất vả khi còn trẻ, nhưng với tính tình hiền lành, quang minh lỗi lạc và giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, nên đến trung vận và hậu vận được thần Phật độ trì, thần tài hộ mệnh mà chúng lớn giàu to, gia đạo yên ấm. Đặc biệt, nếu mệnh chủ chú ý ba điều này mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ ngay sau đây, thì đảm bảo sẽ lội ngược dòng, gặp thời phất lên, có tiền, có quyền, giàu nhất vùng, mà thậm chí còn có được khả năng cải mệnh, đổi đời, khiến người khác phải ghen tị. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng Tết âm lịch 2024 sẽ ra sao? May mắn nào sẽ đến với mệnh chủ trong thời gian tới? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Ất Tỵ là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công, cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp. Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp, nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng, thường hạnh phúc hơn người nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng, Ất Tỵ sinh vào ban đêm có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học, họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch, chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Ất Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng không phải loại người hay lo, họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, họ khát khao học hỏi, điều này khiến cho tính cách của Ất Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt, kỹ năng giao tiếp của Ất Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ, con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ, phù phiếm hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán. Chẳng hạn như thời tiết, họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng Ất Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng, nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới, chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu Ất Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm.
mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày, khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, thì họ sẽ tấn công trở lại, không chút thương xót. Không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Ất Tỵ. Tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ. Họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic, họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc, chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác, họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối, những lời góp ý có tính xây dựng khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Người ta có thể gặp rất nhiều nữ Ất Tỵ trong giới thời trang cao cấp nhờ vẻ đẹp huyền thoại của họ. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng, tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình. Không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì, họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng, hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với vai trò trung gian hòa giải, họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín mùi. Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ, hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm. Với cuốn sách trong tay, tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàng, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Nam và nữ Ất Tỵ đều có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, Ất Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông, kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó. Mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, Ất Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho Ất Tỵ là người cho họ sự tự do, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở, nên Ất Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Ất Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình, bị từ chối hay bỏ rơi. Sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của Ất Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Ất Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc, nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ. Tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngần hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng.
Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát, thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan. Trong vai trò làm cha mẹ, họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Sau đây sẽ là đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết âm lịch của 12 con giáp nhận thấy vận trình của Ất Tỵ biến động khá mạnh, thăng trầm khó đoán. Mệnh chủ cần hết sức lưu ý để có sự chuẩn bị tốt nhất. Do chịu sức ép của cục diện thái tuế tương hại, những chú rắn rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi, gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm, nhưng công việc của bạn đang trong giai đoạn thử thách, sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại, lại thêm sự xuất hiện của thiên quan. Là điềm báo tiểu nhân vận khá vượng, cạnh tranh tăng lên, bạn cần chú ý từng lời nói, hành động của mình để đề phòng bất trắc. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm cả hai các tinh thiên đức và thiên vũ nâng đỡ, nên vận khí nhanh chóng được phục hồi. Mệnh chủ lúc nguy cấp, được quý nhân đưa tay giúp đỡ, vượt qua nghịch cảnh. Do đó, dù trở lực lớn đến đâu, cũng đừng vì thế mà nản lòng. Việc gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Công việc nhiều trắc trở cũng ảnh hưởng một phần đến tài lộc của con giáp này. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài. Còn thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền. Các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng, cần có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh hao tài. May mắn là chuyện tình cảm của Ất Tỵ tiến triển theo chiều hướng tích cực, các mối quan hệ hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái cũng sớm được hóa giải, người độc thân được mai mối, giới thiệu nhân duyên tốt, hứa hẹn trải nghiệm bất ngờ. Sau đây sẽ là luận giải tử vi chi tiết trên từng phương diện tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, cụ thể như sau. Xét về phương diện sự nghiệp. Trong tháng Tết âm lịch, cục diện dần tị tương hại, gây không ít sóng gió cho đường công danh của mệnh chủ, bạn trở nên nóng tính. Có những suy nghĩ mang tính cực đoan nên rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi, gây hao tổn cả tinh thần, tiền bạc. Mới là đầu năm, nhưng công việc của bạn đang trong giai đoạn thử thách, đương đầu với không ít trở ngại. Lại thêm sự xuất hiện của thiên quan là điềm báo tiểu nhân vận vượng, cạm bẫy đầy rẫy. Lời khuyên dành cho mệnh chủ là hãy chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng những rắc rối vốn có để có thể tránh được cạnh tranh trong tháng. Không thể thiếu những bất đồng trong quan điểm, cách nhìn nhận công việc càng khiến việc hợp tác, làm việc chung trở nên khó khăn hơn. Mệnh chủ cần luôn cố gắng dĩ hòa vi quý, giữ thái độ khiêm nhường, đừng để những cảm xúc bốc đồng che mờ lý trí mà gây mâu thuẫn ở nơi công sở, kẻo bị tiểu nhân đố kỵ, họa thị phi cũng sinh ra từ đó, ngăn cản bước đường tiến thân. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm cả hai các tinh thiên đức và thiên vu nâng đỡ, nên vận khí nhanh chóng phục hồi. Lúc nguy cấp được quý nhân đưa tay giúp đỡ, vượt qua nghịch cảnh, thậm chí, nếu làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của bạn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, rất có lợi cho đường tiến thân sau này của bạn. Do đó, dù trở lực lớn đến đâu, cũng đừng vì thế mà nản lòng, việc gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Ngoài ra, những chú rắn cũng đừng trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ đảm bảo kết quả chắc chắn hơn. Bạn càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công lại càng cao. Xét về phương diện tài lộc. Trong tháng Tết âm lịch nhận thấy Ất Tỵ chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện tương hại nên tinh thần có phần dễ bị kích động, khó giữ được bình tĩnh và sáng suốt. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên vận trình tài lộc của con giáp này. Bạn có thể mất tiền vào những sự cố liên quan đến công việc như đền bù sai sót, nộp phạt, đưa ra quyết định sai lầm. Chính vì vậy, bạn nhớ để ý tới các con số trong hợp đồng, kiểm tra kỹ càng trước khi đặt bút ký, tránh sai sót, nếu không bạn sẽ phải bỏ tiền túi ra để đền bù. Người làm kinh doanh cũng cần hết sức đề phòng trước những lời mời đầu tư với mức lợi béo bở. Thiên quang là hung thần, liên quan tới tiểu nhân có thể khiến bạn bị lừa gạt hay bị lợi dụng mà mất tiền oan. Nhìn chung, trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài, tức công việc chính. Còn thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền. Bởi thế, những chú rắn nên tập trung vào công việc hiện tại, đừng mơ mộng hay ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác. Nó khiến bạn mất thời gian và công sức, chứ thành quả thu về không xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng,
Nếu không có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh hao tài, bạn cần học cách chi tiêu khoa học hơn. Có như vậy thì mới mong tích lũy khoảng dư thừa để dùng cho tương lai lâu dài, cải thiện tài vận của mình. Người tuổi Ất Tỵ trong tháng Tết âm lịch này có thể áp dụng phong thủy phi tinh bát bạch, chủ về tài lộc. Ngụ tại cung Đông Bắc, bạn có thể đặt bể cá phong thủy tại vị trí này, sẽ có tác dụng thúc đẩy rất tốt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Trong tháng Tết âm lịch, rất may là sau những tin buồn trong công việc và tài lộc, thì người tuổi Ất Tỵ vẫn đón nhận tin tích cực trên phương diện tình cảm của mình. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, mang tới hỉ khí cho tình yêu đôi lứa. Nam nữ độc thân có nhiều cơ hội làm quen, kết thân với đối tượng khác giới. Có người lại được người thân, bạn bè tích cực mai mối, giới thiệu cho người phù hợp. Hãy gác lại những điều cũ kỹ trong quá khứ để sống cho hiện tại và hướng tới hạnh phúc trong tương lai. Điều bạn cần làm lúc này là hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp sắp xảy ra, đừng khép chặt trái tim mãi như thế. Với người đã có gia đình, mệnh chủ có chỗ dựa tinh thần vững vàng, gia đình yên ổn khi các mối quan hệ hài hòa giữa cha mẹ với con cái có được tiếng nói chung. Gia đạo trong ấm ngoài êm, hầu như không có trở ngại nào quá lớn, nhờ vậy bạn có thể yên tâm tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, công cuộc kiếm tiền làm giàu. Xem phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ đào hoa, nhân duyên nhập cung chính Bắc, đây là phương vị vượn đào hoa trong tháng, bạn nên thường xuyên đặt hoa tươi tại đây, để tăng cường các khí, thúc đẩy nhân duyên tốt lành, từ đó, người độc thân sớm tìm được ý chung nhân, các cặp đôi giữ được mối quan hệ khăng khít. Xét về phương diện sức khỏe. Trong tháng Tết âm lịch, nhận thấy phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ bình ổn, không có điều gì đáng lo ngại. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Tuy nhiên, thời gian này, hội hè đình đám nhiều, tiệc tùng liên miên, ăn uống vô độ sẽ khiến cơ thể dễ bị tăng cân, mệt mỏi. Lại thêm kỳ nghỉ lễ khá dài, cơ thể đang ở trạng thái lười vận động hơn trước, bạn nên lấy lại nhịp độ rèn luyện bình thường. Điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ nghỉ, tránh để lệch đồng hồ sinh học, khi đó các triệu chứng khó chịu sẽ sớm bị đẩy lùi. Trong tháng đầu xuân năm mới, những chú rắn cũng nên chú ý dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn được đảm bảo trong trạng thái ổn định. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tử vi tuần 1 của tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, vận trình tuần mới của Ất Tỵ hung cát đan sen, có thăng có trầm nhưng vẫn ở mức độ vừa phải. Không phải lo lắng quá nhiều, cứ hồn nhiên thì cuộc sống sẽ bình yên, công việc diễn biến khá trôi chảy, càng về cuối tuần càng thuận lợi. Những ai vừa mới đi làm sẽ có cơ hội được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao và khả năng ứng biến linh hoạt. Hãy cứ nỗ lực hết mình trong khả năng cho phép, rồi bạn sẽ sớm được mọi người ghi nhận. Tình cảm lứa đôi lý tưởng, cuộc sống gia đình hài hòa, hạnh phúc, các mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu, cha mẹ và con cái được cải thiện rõ rệt. Mấu chốt vấn đề nằm ở cách hành xử của bạn. Nếu tiết chế cảm xúc tốt, khiêm nhường và biết bao dung, bạn luôn được mọi người yêu mến và chào đón. Vận đào hoa của người độc thân đang tăng sẽ là cơ hội để bạn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt càng nhiều trong tuần. Bạn nên chủ động tích cực tham gia các hoạt động tập thể, tự tạo dựng các mối quan hệ bền chặt, mở rộng mạng lưới bạn bè, chẳng mấy chốc sẽ tìm được người ưng ý. Tử vi tuần 2 của tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tuổi Ất Tỵ nên chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đối diện với những thử thách, khó khăn trong tuần này, dù mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu hành động chủ quan thì hậu quả khá nghiêm trọng, công việc trục trặc xảy ra nhiều sự cố, nguyên nhân chính lại là do tâm lý nóng vội của bạn. Bạn xử lý tình huống càng vội vàng, càng dễ mắc sai lầm, họa vô đơn chí, sẽ gây tổn thất cả về tiền của và tinh thần. Tuần này đại hao hung tinh rình rập, báo hiệu nguy cơ mất tiền, sụt giảm tài chính ngay từ đầu tuần, bạn cần lên kế hoạch chu đáo về các khoản chi tiêu, tránh tình trạng thâm hụt, rồi lấy chỗ này đập sang chỗ khác, xoay vòng một hồi chóng mặt, rồi vẫn phải đi vay mượn. Người làm chủ doanh nghiệp hay nghề tự do sẽ có một tuần làm việc tất bật, áp lực vì hàng hóa sản xuất ra nhiều, nhưng khâu tiêu thụ lại gặp trở ngại, cung vượt quá cầu, gây ra tình trạng ế ẩm hàng loạt. Mâu thuẫn do bất đồng về quan điểm sống, thói quen sinh hoạt hoặc do những lời thị phi bên ngoài, khiến tình cảm các cặp đôi rạn nứt trong một thời gian ngắn, khó mà giải quyết triệt để được, bạn phải kiên trì, chứ đừng nóng vội. Tử vi tuần 3 của tháng Tết năm 2024 âm lịch. Vận trình tuần mới của người tuổi Ất Tỵ khá lý tưởng,
dù là phương diện công việc hay chuyện tình cảm, đều gặt hái được những thành quả nhất định. Cái chính là bạn đã tìm ra định hướng tương lai, mọi thứ rõ ràng chứ không còn mông lung như trước. Công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, những khó khăn hay vấn đề khúc mắc trong công việc sẽ được xử lý triệt để, tư duy sáng tạo, trí tuệ thông thái của bạn cũng được phát huy tối đa, dù cấp trên có đưa ra yêu cầu cao tới đâu, bạn cũng vẫn hoàn thành xuất sắc. Với những ai đang có ý định nhảy việc, bạn nên tận dụng tốt các mối quan hệ xã giao để tìm được công việc ưng ý, nhưng thời điểm này, để tìm được công việc mới thì không phải là điều đơn giản. Ra Tết ngày rộng, tháng dài, bạn tha hồ mà lựa chọn, người kinh doanh buôn bán cần thận trọng khi tiếp xúc với đối tác, tránh tình trạng bằng mặt không bằng lòng, kết quả cuối cùng khiến cả hai đều phải chịu tổn thất. Nhân duyên của người độc thân vượng, không khó để tìm cho mình đối tượng ưng ý, tiến trình phát triển tình cảm nhanh chóng mặt, khiến bạn cũng cảm thấy bất ngờ. Tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Ất Tỵ có một tuần làm việc tất bật, nhiều dự định, kế hoạch để nâng cao phát triển bản thân, cũng như những sở thích, đam mê. Đây là lúc bạn dành thời gian để xem xét lại những gì đã qua và hoạch định kế hoạch cho tương lai. Không có gì là quá sớm hay quá muộn, có chiến lược phát triển cụ thể, bạn càng dễ dàng tiến tới thành công. Tuần này, khối lượng công việc nhiều, kèm theo đó là áp lực và những thách thức trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần bạn giữ được bình tĩnh là có thể sáng suốt đưa ra những giải pháp khắc phục hợp lý, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, dù có quyền phán xét đi nữa thì bạn cũng không nên dùng những lời nói nhạy cảm để chỉ trích người khác, dẫu người ấy có phạm sai lầm lớn tới đâu. Nếu muốn cuộc sống bình yên hơn thì Ất Tỵ nên học cách bao dung và bỏ ngoài tai chuyện thị phi. Vận trình tình cảm của mệnh chủ không lý tưởng, vận đào hoa tuy có tăng nhưng là đào hoa dữ. Nó khiến bạn vướng vào những mối quan hệ phức tạp, dù bản thân không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng cứ bị cuốn theo dần vào, không thoát ra nổi. Những tiếng cười rộn ràng trong gia đình bạn dần nhạt nhòa, thay vào đó là không khí ngột ngạt, bí bách, không ai muốn chia sẻ, trò chuyện với nhau. Sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình đã rời rạc lắm rồi, đến lúc bạn phải làm điều gì đó để có thể thay đổi cục diện này. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau tốt cho mọi việc, vậy bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 này sẽ mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để gia chủ thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm, đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 là khởi công tạo tác cho nên việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác, nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ thuận lợi,
mà ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cho nên mọi chuyện cũng trôi chảy nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm, đời người tựa như một ván cờ rất lớn, bạn ở đó tiến lui một hồi, có thể sẽ tích lũy được sức mạnh không ít. Cũng giống như lời nhà Phật, đó chính là phúc báo về sau, những gì bạn đang gánh chịu bây giờ đều là do bạn đã khởi tâm động niệm mà thành, những gì bạn có trong tương lai đều là do từng hành vi cử chỉ bây giờ tạo nên. Phúc đức đến từ thiện lương, lương thiện được hiểu là không làm điều gì trái pháp luật và đạo đức, lương thiện là không tham lam, ích kỷ, là biết giữ mình, biết kìm nén dục vọng, lương thiện là kỹ năng sống quan trọng nhất trong quá trình học làm người. Người lương thiện là những người có tấm lòng thật thà, bao dung với mọi người, lương thiện trong từng suy nghĩ, lời nói, việc làm mỗi ngày như những hạt mầm tốt được gieo vào tâm hồn mỗi người, qua thời gian chúng sẽ lớn lên, sẽ cho bóng mát và chở che, bảo vệ tâm hồn ta trở nên khỏe mạnh, an lành. Sống lương thiện, tâm hồn ta sẽ trở nên đẹp đẽ, trong sáng, vô ngần. Sống lương thiện là lối sống đúng đắn, góp phần xây dựng hình tượng đẹp đẽ cho mỗi người và trong lòng mọi người. Chính nó làm nên thương hiệu giá trị của một con người. Người ta bảo, người thông minh chưa hẳn đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh. Nếu thông minh là thiên phú, thì lương thiện lại là sự lựa chọn. Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu một lúc nào đó, cuộc sống bắt ta phải lựa chọn, thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện. Lương thiện có thể giúp ta thay đổi số mệnh, đem đến cho con người may mắn, phúc đức. Ông bà ta thường bảo, gieo nhân nào, gặt quả nấy, hay ở hiền gặp lành. Cuộc sống có rất nhiều minh chứng cho điều nói trên. Câu chuyện về cậu bé đánh giày và những đồng xu mượn của ông đạo diễn phim nổi tiếng trên phố cùng lời hứa sẽ trả lại tiền là một ví dụ, cái kết có hậu cho cậu bé, thực hiện đúng như lời đã hứa và còn mong muốn có thêm điều bất ngờ cho những người bạn có cùng hoàn cảnh như cậu, là việc cậu được nhận vai chính trong bộ phim của ông. Cậu xứng đáng nhận được điều đó bởi sự lương thiện của chính mình, tấm lòng lương thiện của mỗi người còn có sức mạnh cảm hóa, thay đổi người khác theo chiều hướng tích cực. Câu chuyện của cô giáo hết lòng vì học trò mà tôi biết là một điển hình, dù học sinh quậy phá hay lười biếng, không nghe lời, cô giáo vẫn luôn mỉm cười, cô vừa nhẹ nhàng, vừa cứng rắn, vừa gần gũi để hiểu tâm lý của mỗi em, vừa cố gắng đầu tư chuyên môn làm cho bài giảng trên lớp trở nên thú vị. Lòng lương thiện của cô cuối cùng cũng đã giúp học sinh nhận ra và trở nên chăm ngoan, học tốt hơn. Người xưa thường nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, bởi vậy, khi ai đó chẳng may lâm vào nghịch cảnh, sai trái, nếu chúng ta dùng lương thiện để đối đãi, để giao tiếp với họ, thì chắc chắn họ sẽ thay đổi. Hướng thiện, đó là câu chuyện của một người cha có đứa con lầm đường lạc bước, luôn mang trong lòng sự hận thù, bằng tình yêu thương của người cha. Bằng sự lương thiện trong tâm hồn ông và lòng quyết tâm, tin tưởng, ông đã giúp con tìm lại ánh sáng cuối con đường. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải ai cũng nhận thấy sức mạnh từ sự lương thiện. Nhiều người quan niệm sống lương thiện chỉ thiệt thòi, chỉ khổ bản thân mình. Họ cổ suý lối sống lạnh lùng để bản thân trở nên mạnh mẽ. Họ coi lương thiện là vẻ ngoài phù phiếm, hời hợt, nhưng họ đâu biết, lương thiện chân chính lại xuất phát từ nội tâm, từ trong lòng mỗi người, là sự bao dung, sự tử tế, chính trực. Khi đối đãi với người khác, lương thiện có sức mạnh lan tỏa, nó khiến những ai nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy đều xúc động, trầm trồ ngưỡng mộ. Xã hội nhân văn tốt đẹp hơn vì có những người sống lương thiện. Khi ta sống lương thiện, những điều may mắn, kỳ diệu bất ngờ sẽ đến với ta, hay chí ít ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Lương thiện được hiểu là không làm điều gì trái pháp luật và đạo đức. Lương thiện là không tham lam, ích kỷ, là biết giữ mình, biết kìm nén dục vọng. Lương thiện là kỹ năng sống quan trọng nhất trong quá trình học làm người. Người lương thiện là những người có tấm lòng thật thà, bao dung với mọi người, lương thiện trong từng suy nghĩ lời nói. Việc làm mỗi ngày như những hạt mầm tốt được gieo vào tâm hồn mỗi người, qua thời gian chúng sẽ lớn lên, sẽ cho bóng mát và che chở, bảo vệ tâm hồn ta trở nên khỏe mạnh, an lành. Sống lương thiện, tâm hồn ta sẽ trở nên đẹp đẽ, trong sáng, vô ngần. Sống lương thiện là lối sống đúng đắn, góp phần xây dựng hình tượng đẹp đẽ cho mỗi người và trong lòng mọi người, chính nó làm nên thương hiệu giá trị của một con người. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.
Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.